Xin chào tất cả các bạn. Trong video hôm nay thì thân Nguyễn sẽ tiếp tục review cho các bạn một mẫu đàn của nghệ nhân Lương Sơn. Đấy là mẫu guitar LSA 400C. Đấy, các bạn cùng quan sát cái đàn này nhé. Thì đây là một cái đàn dáng A khuyết. Đấy, dáng A khuyết sơn bóng. Mặt top được làm từ gỗ thông, gỗ thịt. Đấy, gỗ thông. Các bạn cùng nhìn nhé, vân gỗ rất là dày nhé. Đấy. Đấy. Phần cầu ngừa cũng được làm phần đều hơn này. Đấy. Phần ngừa thì được làm từ xương các bạn nhé. Đấy. Quanh miệng lỗ thì đi một cái khảm bằng đai. Đấy. Còn lưng hông thì được làm từ gỗ mahogany. Như các bạn cũng đã biết rồi, gỗ mahogany là một loại gỗ chuyên để làm đàn. Trong những phân khúc là trung cấp, âm thanh của nó rất là hay. Đấy. Đi chỉ viền màu đen. Đấy. Một cái đàn handmade Việt Nam các bạn nhé. Gỗ thịt 100% nhé. Đấy. Đây này thì có ti chỉnh tông cần đàn. Đấy. Và gót cần là được bắt vít luôn rồi. Đấy. Nó rất là bền. Bên mình bảo hành cho các bạn đến 3 năm về cái đàn guitar Lương Sơn này các bạn nhé. Làm rất là chắc chắn. Đấy. Mặt cần được làm từ gỗ mun này. Các bạn có thể nhìn thấy là mặt phím của nó rất là nhắn, phẳng. Đấy, có đánh các nốt ở trên cần đàn ở một bên. Đấy. Cần mỏng và là sơn mờ các bạn nhé, gỗ thịt sơn mờ, gỗ mahogany nhé, cần gỗ thịt sơn mờ, gỗ mahogany. Đấy. Các bạn quan sát chi tiết nha, khóa đúc inox và kèm theo cái tem tích cốt ở bên mình, tem bảo hành. Đấy. Cây guitar Lương Sơn thì bên nghệ nhân vẫn đang thiết kế logo, cho nên là khi các bạn nhìn thì nó chưa có logo. Đấy, bằng xương nhá, lợp bằng xương. Dây thì lắp sắn dây Alip AW432 sợi màu vàng. Các bạn có thể nhìn thấy là sợi nó màu vàng đúng không? Đấy, action này. Action chờ cỡ 2.5 các bạn nhé. 2.5 ở dây 6 ở ngăn số 12 nếu như các bạn muốn đo nhé. Đấy. Gia công sắc nét. Ok. Còn cái đàn handmade là nghệ nhân miền Nam. Rồi, bây giờ cái điều quan trọng nhất là vẫn là phần âm thanh đúng không các bạn? Bây giờ mình sẽ test cho các bạn phần âm thanh nhé. Các bạn cùng nghe này. Rồi, đây là dây buông nhá. Âm thanh của nó rất là hay, vang sáng. Vang sáng nhưng mà rất là sâu các bạn nhé. Âm thanh nghe rất là sâu. Gỗ mahô nó âm thanh nó rất là sâu. Thank you.
Đấy, các bạn cùng lắng nghe mình test âm thanh nhá. Âm thanh của nó thì vang sâu. Các bạn muốn âm thanh hay hơn nữa thì nên đầu tư một thêm một bộ dây xịn hơn. Đấy, ở đây thì cái đàn này là lắp sẵn là dây Alice thôi. Đấy, các bạn muốn hay hơn thì nên lắp một bộ Elicer thì âm thanh của nó hay hơn nhiều. Đấy. Các bạn quan sát nha. Rồi. Ở clip sau thì mình sẽ test âm thanh tương đương hai cây bằng tầm giá để các bạn cùng nghe. Thank you.
Ok. Đấy, video này thì mình sẽ test qua về cây guitar Lương Sơn LSA400C. Đấy, các bạn còn có nhu cầu hay còn thắc mắc gì thêm thì hãy cứ nhắn tin qua Zalo cho mình nhé. Ở video sau thì mình sẽ tiếp tục review những mẫu đàn guitar có mức giá tương đương nhau. Đấy, thì các bạn nhớ đón xem và cùng nhau trao đổi thêm. Video này mình xin dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh và like cùng mình để mình tiếp tục ra những video chất lượng hơn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.